Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé, và ở một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Lexus RX350. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu quý vị và bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là màu xanh da trời hay còn gọi là màu xanh hòa bình đấy quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới và cũng rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Ở những năm 2009, bây giờ thì những năm 2009, chiếc xe RX350 này rất là hot quý vị bạn nhé. Làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Những chiếc xe này lúc đầu từ năm 2009 về Việt Nam là nhìn rất sang chảnh quý bạn ạ, ở cái giá tầm gần 3 tỷ đồng thì chiếc xe này thì cũng rất là hiếm tại thị trường Việt Nam lúc đó ạ. Đấy, rất là đẹp, và cái màu xanh này, màu xanh da trời quý bạn nhé, cũng rất là hiếm ạ, màu rất là hiếm. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội từ những năm 2009 này ạ. Biển số là 30V1594 đây quý bạn nhé, vẫn là một chủ từ đầu từ năm 2009. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được chủ xe lắp thêm camera 360 rồi quý bạn ạ. Màn hình Android và camera 360 quý bạn nhé, camera cả đầu, trước và trên gương, camera sau. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 6 vạn rồi quý bạn nhé, hơn 6 vạn dặm quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp, và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng vừa mới thay xong, cả một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe thay từ những năm 2020 đây quý bạn ạ, mà còn rất mới, rất là dày quý vị bạn nhé. Đấy, thì để cho thấy được là chiếc xe này là chủ xe chạy rất là ít ạ. Cả một cái dàn lốp Michelin này thay từ những năm 2020 đến bây giờ tính ra là đã là 3 năm rồi quý bạn nhé, mà chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 6 vạn thôi. Cho nên là quý vị các bạn thấy được là chiếc xe này rất là đẹp này, cụm đèn hậu rất mới, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Lexus này, phiên bản này Lexus RX350, tức là trang bị động cơ 3.5 lít ấy. Biển số thì 30V1594, một chủ từ đầu quý bạn nhé, RX350. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ, đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất và động cơ của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe RX350 sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này, thì chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 030 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Lexus RX350 2009 màu xanh da trời này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, về cái phần ngoại thất thì là cái phần ngoại thất, về cái phần nội thất thì ra là còn nguyên bản luôn các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, từ vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Nội thất màu kem với da cao cấp này là còn nguyên này. Đấy, ghế chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí các bạn nhá, từ táp lô, táp bi, cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị lên là cái phần tôi nói thêm là cái thêm màn hình Android thôi, đằng trước thôi các bạn nhé. Còn đằng sau, cái phần đằng sau đây là cái màn hình này, hai màn hình gối là nguyên bản của xe các bạn ạ. Đấy, đằng trước thêm là cái màn hình Android thôi, nguyên bản là có màn hình navigation đấy, nguyên bản của xe. Đấy, và cái phần cốp thì xe cũng đã được trang bị là cốp điện rồi các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần cốp điện của chiếc xe này. Đấy, và nội thất ở phía sau rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Nội thất màu kem này là phải nói là cực kỳ giữ gìn thì nó mới được mới, được đẹp như này. Đấy, chủ xe đi ít mà lại giữ gìn cho nên là nó còn rất đẹp quý bạn nhé. Toàn bộ những cái phần nỉ này, phần nỉ ở cốp sau này đều rất là đẹp, vì những chiếc xe này thì chủ xe cũng rất là ít khi chở đồ. Đấy, cốp điện. Nội thất phía sau đây, thưa với quý bạn, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem đấy. Đẹp từ táp bi cánh cửa này. Đấy, từ táp bi cánh cửa cho đến cái phần ghế sau đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, cái nội thất màu kem thì phải giữ gìn thì nó mới được đẹp và mới như này ạ. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước
bên lái quý bạn nhé. Tôi sẽ mở cánh cửa đây ạ. Tắt bi cánh cửa này. Nội thất màu kem cho nên là phải giữ gìn thì nó mới được đẹp, được mới như này đây các bạn nhé. Ghế bên phụ cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi các bạn ạ. Đấy, ghế bên phụ này. Đấy, và nội thất thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới luôn ạ. Toàn bộ là nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Từ vô lăng, cần số này, đấy, đến những cái yên ngựa này, đều rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, cửa nóc đây ạ. Đây là cái phần cửa nóc của chiếc xe các bạn nhé. Đều rất là mới nguyên đấy ạ. Option của những chiếc xe Lexus RX350 này thì gần như là cũng đầy đủ rồi các bạn ạ. Từ khóa thông minh, đè nổ start top, nội thất da la răng đúc, đấy, đèn pha bi xenon, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, nội thất thì rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Dưới cái nắp capo này là một cái khối động cơ 3.5 lít mà Lexus cũng đã trang bị cho chiếc RX350 2009 này rồi các bạn ạ. Đấy. Và cái máy của những chiếc xe Lexus này thì đều được thiết kế rất là kín các bạn nhé. Đấy, và cái ốc capo thì còn nguyên bản đây các bạn ạ. Tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu cho nên là đều rất là đẹp các bạn ạ. Từ những cái ốc capo còn nguyên bản này, đấy, cho đến toàn bộ về những cái phần động cơ. Động cơ của những chiếc xe này thì nó hơi kín một chút ạ. Tôi bây giờ tôi đang ngại mở cái nắp ra tôi quay cho quý bạn, nhưng chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản ạ. Không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản và còn rất mới quý vị bạn nhé. Đấy, vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Lexus RX350 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.